Trời làm gì vậy trời? Tự nhiên chắn đầu xe người ta, muốn bị tông xe hay gì? Dạ không có, anh xin lỗi, tại vì xe em hết xăng rồi. Và bây giờ em trong người em không có đủ tiền để đổ xăng. Anh chị có tiền cho em mượn 50, 100 gì đó. Mai mốt em chạy xe cái em trả lại. Em làm shipper. Tự nhiên làm gì vậy? Tự nhiên nghe người ta nói vậy cái móc tiền ra đưa liền hả? Coi chừng lừa đảo đó. Anh chị ơi, không phải vậy đâu. Dạ. Xe tụi em hết xăng. Hồi nãy giờ anh hai phải đẩy xe và đẩy luôn cả em nữa. Anh chị giúp tụi em với. Trời đất ơi, công nhận bây giờ lừa đảo tinh vi ghê ha. Dàn dựng nguyên cái kịch bản luôn, chặn đầu xe người ta rồi bày đặt chống nạn chống ơi rồi nữa. Dạ. Không có giúp đỡ gì hết, đi lừa đảo đó. Nè, em cảm ơn anh nha, em cảm ơn chị. Anh cho em xin số điện thoại đi. Đây, anh đưa số điện thoại đây, em bấm số cho. Không cần đâu. Đưa tiền cho người ta vậy, để biết người ta lừa đảo rồi còn gắn đưa nữa. Thà giúp nhầm còn không bỏ sót em. Với lại đâu có đáng bao nhiêu đâu. Lỡ người ta cần tiền thì sao? Em đừng quá đa nghi mà. Anh tin người quá. Thôi đi. Em cảm ơn anh chị nha. Em cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Không có khóc mà. Sắp tới cây xăng rồi nè. Em khổ anh ơi. Khổ cái gì? Tào lao không à? Anh ơi, anh đặt xe. Ủa? Anh nhớ em không? Em là cái người mà hôm bữa mượn tiền anh nè. Là bữa đó là em đi chiếc xe này nè, với lại em gái em bị hết xăng giữa đường. Em mượn tiền anh là 50% đó. Anh có chở bà xã anh hay sao đó. À, thì ra là cậu hả? Dạ, là em nè. Tự nhiên mà đây gặp anh may quá. Thôi để em trả tiền nhanh luôn ha. Thôi, thôi khỏi đi. Dạ. Lát nữa cậu chở tôi, chừng sao cũng được. Dạ. Cho anh lên xe. Đi anh ha. Chở tôi đi xa lắm á nha. Dạ. Mà còn gì chưa? Chưa, trời ơi, mấy chục hôm nay em có ăn sáng đâu. Em đời nào ăn sáng đâu, em ăn sáng chủ yếu là em mua đồ ăn sáng cho đứa em à, để cho nó đi học rồi đó. À. Những đau bụng ta. Tôi đói bụng quá. Cậu kiếm quán nào cho tôi ăn đi. Quán ăn hả? Ừ. Rồi, để em phía trước có nè, để em nha. Rồi đi ha. Ừ. Cậu ăn cơm đi. Anh ơi, không mấy cái phần này trả lại được không? Chứ bây giờ mấy món này sợ mắc, không đủ tiền trả. Đừng có lo. Không lẽ tôi không trả nổi cái chầu này hả? Còn 100.000 đó, cậu cứ giữ đi. Cái chầu này tôi mời. Ăn dạ, đi. Dạ. Sao cậu không ăn đi mà chờ cho ai vậy? Em ăn phần cơm kia được rồi. Nhìn cái đùi gà nhìn xịn sò quá. Em tính cầm về cho em gái của mình. Hồi đó tôi có suy nghĩ một điều là sau này tôi có tiền tôi sẽ làm gì. Nhưng mà từ khi gặp cậu, thấy cậu khó khăn, cậu lại thật thà nữa, cho nên tôi sẽ quyết định tôi sẽ làm phước. Cậu đi theo tôi. Đây. Dạ. Toàn bộ số đồ này là của cậu. Thôi, anh cất lại đi, em không lấy đâu. Có gì cho em biết tiền là được rồi. Vậy là cậu không lấy đồ, muốn lấy tiền. Dạ. Tiền thì tôi không thiếu. Đây. Coi như là công của cậu chở tôi từ sáng tới giờ. Rồi, em cảm ơn ha. Giờ em đi cái. Khoan đã. Dạ. Xe của tôi sửa cũng sắp xong rồi, cậu chở tôi đi lấy đi. Thôi, giờ em phải đi rồi. Tới giờ đi rồi, để em đi ạ. Cơm! Thuốc! Mày đưa điện thoại đây. Mày liều hồn như mày. Lấy xe này biến đi. Anh, hai điện thoại của anh nè. Tôi tưởng là cậu lấy tiền rồi đi luôn rồi chứ. Dạ không có. Hồi nãy em tính là đi qua chợ em gái em. Trên đường đi em kiểm tra lại tiền thì sao thấy ở trong anh bỏ nhiều tiền quá. Rồi em gái là gửi lại anh nè. Em chỉ nhận đúng cái số tiền mà em chở anh thôi. Còn lại em trả lại anh hết á. Thôi bây giờ em đi nha. Tranh thủ em đi để em gái em đợi. Tội. Đi nha. Đây
anh Hai đây. Anh Hai, sao giờ anh mới tới? Nãy giờ có cuốc xe nên là hơi lâu một xíu. Làm em lo quá trời à. Đi lên xe, đi lên xe. Đi lên xe anh Hai vậy đi. Làm gì lo, anh Hai có gì đâu lo. Từ từ thôi. Lên xe. Ngồi cho chắc nha. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Rồi, yên tâm xe này chắc lắm trời ơi. Đó. Đội nón nha. Muốn trẹo lưng quá trời ơi. Rồi, nè. Anh Hai cho coi nè. Bữa nay có cơm gà hơi bị ngon luôn á. Ở cái tiệm hơi bị xịn luôn á. Wow, ngon quá nhỉ. Vậy nha. Ngồi nha. Ai giữ xe cho không sao đâu. Đó. Rồi. Ngồi nha, coi chừng cẩn thận té nha. Để anh Hai khóa cổng cái. Rồi. Xong xuôi. Anh Hai ơi. Ừ. Ngày nào anh Hai cũng đưa đón lên vậy không? Anh Hai có thấy cực không? Cực cái gì mà cực? Anh là anh Hai của em, đưa đón chuyện đó bình thường, có gì đâu mà cực hả? Mà em thấy có lỗi bên Hai đúng không? Trời ơi, suy nghĩ gì không biết nữa, mắc gì có lỗi. Điều quan trọng bây giờ là ráng mà học đi ha. Ráng mà học đi. Rồi anh Hai, cái chuyện mà đi làm kiếm tiền đó là chuyện của anh Hai. Trời ơi, anh Hai làm cái chuyện bình thường, anh Hai còn trẻ mà, còn khỏe mà. Dạ. Ừ. An. Anh Toàn. Sao anh ở đây vậy? Lúc đầu anh cứ nghĩ em là một người mê tiền. Em mê tiền chỉ để lo cho em gái của em ăn học. Cái này sẽ cần thiết với em gái của em. Là anh sẽ tặng cho em gái em chiếc xe lăn hả? Ừ. Em cảm ơn anh. Ơn này của anh nữa, không biết khi nào em mới trả được nữa. Không cần phải cảm ơn đâu. Đồng tiền phải sử dụng đúng chỗ thì nó mới phát huy được cái giá trị của nó. Anh Hai ơi. Ừ. Bây giờ á, em có chiếc xe lăn rồi. Những khi mà anh Hai em có ở bên á, em tự đi xe lăn. Anh Hai đỡ cực hơn rồi. Em tự lo cho mình được rồi anh Hai. Ừ. Vậy anh với An để em qua thử xe lăn nha. Dạ. Thôi giờ anh với anh An á, cho em gọi thử xe lăn coi được không nhá. Đừng, 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 để anh Hai. Anh bế giùm em nè, em bế em. Anh cho em thử xe lăn á. Đó. Nha. Từ từ thôi. Thành đâu? Ra trả tiền cho tao. Mày không có trốn thoát được tao đâu. Tao ra tốt cái nhà luôn á. Mẹ, mẹ, mẹ giúp con đi, mẹ cho con tiền trả nợ đi mẹ. Mẹ thấy cái tụi giang hồ này không? Con mà không trả nó giết con chết đó mẹ. Cái chuyện này á, cậu tạo ra thì cậu tự giải quyết đi. Lần thứ bao nhiêu người ta tới nhà tôi đòi nợ rồi. Em nói mẹ giúp anh đi. Giúp anh đi, không lẽ em thấy chồng mình như vậy mà em không giúp? Giúp anh đi em. Anh biết như vậy á, sao anh cứ đi bài bạc hoài vậy? Anh sắp làm cha rồi, sao anh không có chút nào trách nhiệm hết vậy? Anh thề với em luôn á, anh sẽ vì em vì con anh bỏ hết. Mày thề nữa hả? Mày không tin con đúng không? Em không tin anh đúng không? Con vô con chặt ngón tay con thề cho mẹ coi. Anh Chi, có gì từ từ nói. Mẹ ơi, mẹ giúp ảnh lần này đi. Con thấy ảnh cũng thật sự hối lỗi á mẹ. Con đừng có tin nó. Thì coi như mẹ vì cháu mẹ đi, giúp ảnh lần này đi. Không lẽ mẹ muốn á, con của con sinh ra không có cha hả? Thôi cũng được. Lần này á, tôi giúp cậu. Nếu mà cậu tái phạm nữa, tôi kêu con tôi ly dị cậu. Còn con nữa, sống làm chi mà khổ sở vậy? Vậy vậy, con hứa với mẹ luôn á, con không có tái phạm đâu, con cảm ơn mẹ. Cậu khỏi cảm ơn tôi. Tôi giúp là tôi giúp cho con, cho cháu tôi chứ không có giúp cho cậu. Ừ.
cô nào nhắn tin cho anh nè. Sao tụi em tự nhiên em coi tin nhắn của anh vậy? Anh nói em nghe nha, vợ chồng thì vợ chồng phải có quyền riêng tư chứ. Anh đúng là người đàn ông tệ bạc. Tôi bụng mang dạ chữa như vậy mà anh còn dám cặp bồ cặp bịch bên ngoài hả? Nói cái gì tào lao vậy? Ta khách hàng ta nhắn tin thôi mà ghen bậy ghen bạ. Khách hàng mà nói nhớ nhung nhau rồi hẹn gặp nhau hả? Anh tưởng tôi là con nít hả? Em ăn bậy chứ không có nói bậy được nha. Anh có làm gì đâu. Tự nhiên cho khách hàng nhắn tin mà em cũng ghen nữa là sao? Anh suốt ngày á chỉ biết cờ bạc rồi vay nợ nần. Tôi đã tha thứ cho anh rồi. Anh không biết thương con hả? Sao bây giờ anh còn dám ra ngoài lăng nhăng cặp bách người này người kia nữa? Nhỏ nhỏ cái miệng coi. Đó mẹ nghe thấy thì sao? Tối tàu lao không à. Ăn suốt ngày cái mối ghen gió hoài. Anh biết sợ hả? Anh biết sợ thì anh đừng có làm. Thôi tôi không cãi nữa. Đi ngủ. Anh. Anh. Sao tháng này anh đưa tiền cho em ít quá vậy? Từ từ cưng. Bà già vợ anh lúc này siết chặt lắm. Với lại con vợ anh đó, nó bắt đầu sinh nghi rồi đó. Trời ơi, anh phải cẩn thận chứ. Cái đó là hũ vàng của mình đó. Cái đó không có lo đâu. Vợ nó mang nhiều điếu đổ vậy đó. Ha, tôi bắt tại trận hai người. Giáp phu giáp phụ. Mẹ, sao mẹ ở đây? Tôi đi theo dõi cậu đó. Uổng công con gái tôi nó yêu thương cậu, nó chiều chuộng cậu. Lần này tôi về tôi nói với nó dứt khoát với cậu. Mẹ hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Hiểu lầm. Cái chuyện rành ranh như vậy à mà còn chối cãi nữa hả? Mày cuốn xé theo con điếm này luôn đi. Cái gì? Bà già này bà nói ai là con điếm hả? Tôi nói cô á. Bà dám nói tôi con điếm hả? Tính làm gì hả? Cung đi. Gây ra tiền. Sao anh dám đánh tôi? Sao không dám? Biết. Mẹ con năn nỉ mẹ. Mẹ đừng nói cho vợ con nghe. Vợ con mà biết là cô ấy buồn lắm mẹ. Cậu sợ nó buồn hả? Cậu có biết từ khi nó lấy cậu tới bây giờ chưa bao ngày nó được vui. Chưa bao giờ nó biết hạnh phúc là gì. Tôi biết cậu đến với con tôi chỉ vì tiền. Không phải đâu mẹ, đừng có nghĩ về tội con. Con mẹ thấy rồi đó, con với cô đó chơi qua đường với nhau thôi à. Lúc mà vợ con có bầu, con đến với cô ta chỉ giải tỏa thôi mẹ. Mẹ không thương chi hết mẹ. Vợ con đang có bầu mà biết cái chuyện này là bị stress nặng lắm, rồi nghĩ quẩn đó mẹ. Thôi được, tôi để đó, để coi thái độ thành khẩn của cậu như thế nào. Cậu mà còn lén phén với ai nữa thì cậu đừng có trách tôi. Tài sản của tôi sẽ cho những đứa mồ côi. Cậu không có một xu. Dạ. Cảm ơn mẹ. Xin lỗi mẹ. Coi cái tài sản này thuộc về ai. Tôi đòi mà mấy người đâu có đưa. Thì đây là hậu quả mà mấy người phải chịu. Đừng có trách cho thằng này hết. Ơi, mấy người làm gì vậy? Chúng tôi là cảnh sát. Anh đây là bác. Mấy người cố ý sát hại người khác. Tôi có làm gì đâu. Cậu ngạc nhiên lắm hả?
Từ đầu tôi đã biết cậu là người không có ra gì, nhưng mà tôi không ngờ cậu độc ác đến như vậy. Tôi không bao giờ tin vào lời hứa của cậu, nên tôi đã lén bỏ máy ghi âm vào bóp của cậu. Nhà của vợ anh chỉ có hai người, không còn ai thân thiết nữa. Nếu mà hai người này không còn nữa, thì tất cả tài sản thuộc về anh. Em với anh phải làm chuyện lớn. Mà được lắm. Anh đúng là đồ súc sinh. Vợ con anh mà anh cũng hại được nữa. Anh hết thuốc chữa rồi. Giờ thì để pháp luật trừng trị anh. Mời người đâu? Anh ơi, có chuyện gấp rồi anh ơi. Đi vô đây. Anh đã dặn em rồi, có gì thì điện thoại cho anh. Chứ em gặp anh như vậy á, giờ anh thấy thì sao hả? Nhưng mà con mình, bác sĩ nói là bị bệnh tim bẩm sinh. Bây giờ cần phải mổ gấp, cần tới 400 triệu lận anh. Thật sao? 400 triệu? Làm sao có số tiền đó được? Em cũng đâu có tiền đâu, nhưng mà con là máu mủ của anh mà anh phải lo chứ. Không có đủ số tiền đó đâu. Vợ anh giàu hay là anh về anh xin vợ anh giúp anh đi. Thôi không hả, nó là giám đốc đó, gọi là nhân viên quen. Anh mà nói anh có con riêng, thế nào nó cũng đuổi anh, đuổi cả mẹ anh nữa. Lúc đó hả, em cũng không có tiền trợ cấp đâu. Nhưng mà cô ta tốt bụng mà, không lẽ thấy chết mà không cứu. Hay là anh thử đi anh, bây giờ gấp lắm rồi. Anh về anh nói đi, con anh đang bệnh nặng mà. Với lại đâu phải lỗi của anh đâu, là do cô ta không xin được chứ bộ. Để anh về nói chuyện với mẹ, rồi tìm cách. Anh nói thử cho. Đi đi. Đi đi. Ủa, anh, mẹ. À, chị. Anh có chuyện muốn nói. Anh xin lỗi em. Sao anh xin lỗi em? Anh này. Năm ngoái anh đi công tác một tháng. Trong một tháng đó anh có lỡ quan hệ với một người con gái, rồi có con với cô ta. Đứa con sinh ra bị bệnh tim bẩm sinh, bây giờ bác sĩ nói là cần 400 triệu để phẫu thuật. Chị à, em giúp anh nha. Anh có biết mình đang nói gì không hả? Tại sao anh lại dám lừa dối tôi? Đó chỉ là tai nạn thôi chứ. Anh với cô ta không có tình cảm gì với cả. Nhưng mà dù gì đứa con đó cũng là máu mủ của anh. Em giúp anh nha chị. Có bao giờ anh nghĩ tới cảm xúc của tôi không hả? Tôi cũng là con người mà, tôi cũng biết tổn thương chứ. Anh đi lăng nhăng ở ngoài, bây giờ anh về anh nói anh có con riêng, kêu tôi cứu con anh. Xin lỗi, tôi không làm được. À, chị. Mẹ biết con là người tốt, con giúp mẹ. Mẹ không thể mất đứa cháu này. Với lại con đâu có sanh đẻ được. Đây là cháu trai, nó là cháu đức tôn của mẹ, nối dõi tông đường của mẹ. Con giúp mẹ đi con. Chị ạ, em là người tốt mà, em cũng hay đi làm từ thiện mà, đúng không? Em xem như là em cứu một mạng người đi chứ. Em năn nỉ mẹ, em năn nỉ em ạ. Tôi sẽ cứu nó, nhưng tôi có một điều kiện. Điều gì? Cứ nói đi chị, anh làm hết mà. Là hai người phải bắt nó về đây. Anh dứt khoát cho cô ta, tôi sẽ nuôi nó khôn lớn. Anh làm liền. Anh không có tình cảm với cô ta. Anh không có tình cảm với cô ta mà. Miễn sao là con chịu giúp là được rồi. Mẹ đồng ý với con. Con không thể nào mà giao con của con cho người khác nuôi được đâu. Con ơi, con vợ thằng An á, nó đã cứu con rồi thì con phải giữ đúng lời hứa chứ. Không thôi á là nó kêu người bắt đó. Nhưng mà cô muốn có cháu, cô mới giới thiệu anh An cho con, thì bây giờ cô phải có trách nhiệm với con và con của con chứ. Mẹ,
con nói thiệt nha, con ngán vợ con lắm rồi. Bây giờ anh có cách này, trọn vẹn cả đôi đường, anh có thể ở bên em và con mà vẫn có tài sản. Em ơi, em làm gì lâu vậy? Không lẽ em để khách hàng chờ kỳ lắm? Em biết rồi, em kiếm ít đồ. Thôi mình đi đi cả trễ anh ha. Ừ. Con. Sáng giờ chưa ăn cái gì? Uống ly sữa này vô cho tỉnh táo để làm việc chứ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ cất giùm con ly nha, con đi cả trễ. Đi đi con. Đi ạ. Bị gì vậy? Em không biết sao mà em đau bụng quá. Thôi vô nhà nghỉ ngơi chút đi. Từ từ hẳn đi. Em đau lắm hả? Em không biết sao mà bụng em đau quá. Chắc là em chưa ăn gì xong rồi em uống sữa cái bụng yếu hay sao? Chắc vậy quá. Hay là để anh đi gặp đối tác cho, anh sẽ làm theo những gì mà em dặn. Chứ bây giờ cũng muộn rồi. Ừ, chứ giờ em đau bụng quá em đi cũng không nổi. Anh nhớ làm đúng những gì em bàn nha. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Mẹ, mẹ chăm sóc cho giùm con nha. Cho lên phòng xong rồi nghỉ ngơi. Ừ, dạ, con dạ. Đi đi. Dạ dạ. Chào anh Hiệp, đây là giám đốc của công ty em, người đã trao đổi công việc với anh qua điện thoại. Chào anh, tuy nói chuyện với anh nhiều nhưng bây giờ mới được gặp mặt. Hân hạnh được biết cô, nhưng mà tôi nghe cái giọng không giống người trong điện thoại. À, cái này thì do giám đốc em bị cảm nên là có thay đổi một chút về giọng nói. Ờ, à, đúng rồi đó anh, tại vì mấy hôm nay em hơi bị mệt, hay là mình vô vấn đề luôn đi ha. Như tụi em đã bàn với anh, tụi em sẽ bán hết phần cổ phiếu của công ty cho anh. Chúng tôi đã soạn thảo giấy tờ ở đây rồi, cô xem đi. Em thấy rất là chi tiết, anh có thể chuyển hết tiền vào tài khoản của em. Tôi sẽ chuyển tiền nhanh thôi. Mời cô ký vào đây. Em cứ tập ký chữ ký thật giống chữ ký của nó cho anh. Còn cái chuyện làm giả giấy tờ, anh lo được. Nhưng mà khách hàng có nhận ra em không anh? Không bao giờ. Tại vì khách hàng ở nước ngoài, mà nó thì chỉ có nói chuyện điện thoại với khách hàng thôi. Chỉ có một mình anh là gặp trực tiếp. Cảm ơn cô. Anh về rồi hả? Còn cô tới đây làm gì? Thì cô đến để rước con của tôi đi về. Cô là người ký giấy cam kết giao đứa nhỏ cho tôi, nuôi cho tới lớn. Cô lấy cái quyền gì mà cô đón nó hả? Đồ thứ giật chồng người khác. Anh đang chủ động đến với tôi, tôi không có giật ai hết trơn á. Chú nói đúng rồi đó, anh chủ động đến với chú. À, anh nha. Mẹ xin lỗi con, cô ta cho mẹ cháu, còn con không làm được điều đó. Thông cảm cho mẹ. Bây giờ mà mẹ còn nói vậy được nữa hả? Ở trong cái nhà này, chú chán cô lắm rồi. Chưa bao giờ cô tôn trọng tôi, cô luôn xem tôi là một thằng vô dụng. Việc lớn việc bé gì trong nhà không bao giờ đi qua tay tôi. Còn cô ấy lúc nào cũng nghe tôi. Kể từ bây giờ tôi sẽ sống cùng cô ấy, và con là của chúng tôi. Có trách á là trách ông trời. Cái người đúng là một lũ ăn cháo đá bát. Tôi bỏ tiền ra cứu con các người, để cho bây giờ các người báo ơn tôi như vậy hả?
ăn cháo đó bác hả? Thì phải suy nghĩ lại là tại sao cái bác đó lại đá. Bây giờ chúng tôi có tiền rồi, tôi sẽ lấy lại chồng của tôi và con tôi và được mẹ tôi nữa. Cảm ơn vì số tiền của cô. Có lẽ là các người vui mừng quá sớm. Tôi đã nghi ngờ mấy người nên đã kêu thám tử theo dõi mấy người. Mấy người đâu có biết là tôi đã đặt camera theo dõi mấy người đâu. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo ý của cô. Ok, tôi sẽ không chuyển khoản. Sao? Cô kiểm tra thử tài khoản mình có tiền chưa? Không có gì hết anh ơi. Cô dám lừa tôi hả? Chào mọi người, chúng tôi là cảnh sát hình sự. Hai người đã bị phát giác về hành vi làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tài sản của người khác. Mời hai người về cơ quan điều tra cùng chúng tôi làm rõ. Tôi nói cho các người biết, chuyện tôi cứu đứa bé là tại vì tôi nghĩ con nít nó không có tội, chứ không phải là tôi ngu. Núi này cao còn có núi kia cao hơn. Giờ các người vô tù mà nghiệm lại những gì mình làm đi. Thứ mà tham lam của người khác á thì suốt đời không có kết cục tốt đâu. Mời mọi người theo chúng tôi về phường. Đi. Chị gái. Sao em? Chị biết con bé này ở đâu không? À, chú ở sấp trên. Mà nó kìa, nó kìa. Ê, quậy kìa, đứng lại mày. Đứng lại kìa. Mới này mà nó chạy mất tiêu à. Ê, nó lẹ thiệt, con quỷ cái này. Thôi thôi để nó đi con. Ra đây ăn cơm nè. Công chuyện nó lát mẹ làm cho. Dạ thôi, để con làm cũng được mẹ, có chút xíu à. Mẹ lớn tuổi rồi, mẹ nghỉ ngơi đi. Tội nghiệp con quá à. Từ lúc mà con về làm dâu với mẹ, không có ngày nào mà con được ở không. Đầu tắt mặt tối. Mẹ định ngày mai á, mẹ đi kiếm người giúp việc. Ờ, thôi mẹ, mẹ đừng có mướn người giúp việc. Mất công người lạ vô nhà mình, rồi lỡ mất cái gì, hay là làm không có vừa ý mẹ nữa. Vợ con nói đúng rồi đó, nhà nhỏ như cái lửa mũi mà thuê người giúp việc làm gì. Với lại vợ con đâu có làm việc nặng đâu. Thuê người giúp việc rồi cái vợ con rảnh rỗi rồi bắt đầu sinh nông nổi rồi cái tụ tập đàn đúng với bạn bè nó mệt lắm. Con nói vậy mà con nghe được hả An? Con á cũng phải cho nó dành thời gian để săn sóc bản thân của nó, cho nó đi ra ngoài cho nó thoải mái. Ở đâu mà con nhốt nó trong nhà hoài vậy? Ờ, mà thôi mẹ không sao đâu. Con khổ từ nhỏ đến lớn con quen rồi. Với lại con được ở trong cái gia đình của mình á là con hạnh phúc lắm rồi. Mẹ để cho con chăm sóc cho mẹ với lại cho anh nha. Đó, mày nghe chưa? Con quý vợ con là quý chỗ đó. Vậy con ghét ai mà son phấn hồi lắm, lè lẹt. Nhiều người người ta son phấn đàn đúng để làm chi? Để đi cặp bồ hay làm sao vậy? Nhưng mà lấy chồng á là phải hy sinh, chứ không có nói gì nữa. Con á phải nghĩ thương nó một chút, nghĩ cho rộng lượng ra. Thôi mẹ ơi, không sao đâu. Anh An nói cũng đúng á. Mình ăn cơm nha mẹ. Ăn cơm đi, mẹ ơi. Mời mẹ. Chị gái, chị biết con bé trên hình này không? Không. Mấy chú. Nói nghe, con Chu nó làm gì mà tôi thấy mấy chú đi kiếm nó hoài vậy? Chuyện cá nhân thôi. Ủa, mà chú biết nó hả?
nữa mà. À, lần này kiếm được nó chết với em. Mày bình tĩnh. Mà chú biết nó hả? Chú chỉ cho con đi. Tất nhiên là biết rồi. Con Chu á, nổi tiếng là con dâu ngoan hiền của bà Lệ ở đây. Ủa, mà có chuyện gì vậy mấy chú? Ngoan hiền gì chú ơi, cái ngành đó. Cái gì? Gái ngành? Nó là gái có giá nổi tiếng trên Sài Thành đó. Thiệt vậy luôn hả? Mà về đây đóng kịch ghê thật. Bây giờ chú chỉ cho con đi. Chỉ thì được rồi đó. Nhưng mà mấy chú bồi dưỡng nha. Ông già này lanh ghê. Nhìn ổng vậy mà ổng cũng biết làm tiền ha. Tiền nè. Đó đó đó. Cái nhà sườn trắng có cửa đen đó. Có ai nhà không? Mở cửa đi. Cửa. Có anh Chu ở nhà không? Bà kêu nó ra gặp tôi. Mấy người là ai? Nó không có ở nhà. Ai mà hỏi làm gì? Bà không kêu nó ra gặp tôi đốt cái nhà này luôn á. Đừng có giỡn mặt với tôi. Chuyện cá nhân thôi. Bà kêu nó ra gặp tôi đi. Nó đi công chuyện rồi. Tôi nói là nó không có ở nhà. Thì không nói bà già. Mấy người làm gì vậy? Đó, tôi nói không có ở nhà mà. Bà nhắn với nó không có trốn thoát được tôi đâu. Ngày mai tôi quay lại. Đi mày. Nhớ nhắn nó nha bà già. Bà nữa đó, coi chừng tôi đó. Ủa sao anh đứng đây vậy? Cô là cái đồ giả dối. Trước giờ cô dám lừa dối tôi. Ngày xưa cô đi làm gái, cô còn thiếu tìm người ta để giang hồ tới nhà tìm. Đúng không? Ừ? Đó là chuyện của hồi xưa thôi mà anh. Thôi đừng có lý do. Ông Bình ông đã kể hết cả xóm rồi. Chuyện này cô không giấu được nữa đâu. Nhưng mà chuyện không có như anh nghĩ đâu. Nhiều lần á em muốn nói với anh, nhưng mà tính anh gia trưởng quá. Em sợ nói ra rồi anh bỏ em. Em có hoàn cảnh của em. Anh nghe em giải thích đi. Anh không giải thích gì hết á. Đúng là không nên nghe ca ve kể chuyện mà. Sự thật nó đành rành trước mắt rồi cô còn thanh minh vậy hả? Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Ê cô em. Đi đâu vậy cưng? Nè em gái, em có biết từ ngày em đi quán anh vắng khách lắm không? Nhưng mà tôi bỏ nghề lâu lắm rồi. Sao mấy anh còn không buông tha cho tôi? Đâu có dễ vậy em. Em đã nhúng chàm rồi. Đâu mà phải muốn bỏ là bỏ. Nhưng mà tôi làm tôi kiếm nhiều tiền cho mấy anh lắm rồi. Giờ coi như cái số tiền đó là tôi trả nợ cho mấy anh. Mấy anh buông tha cho tôi đi nha. Cái đó chỉ là tiền lãi thôi. Còn tiền gốc nữa cô em. Mày á là phải về làm cho tao thêm vài năm nữa. Biết chưa con quỷ cái. Giờ có chết tôi cũng không về đó nữa đâu. Trời ơi. Tao có quay cái clip thằng tiếp khách. Nếu mày không theo tao về á, tao sẽ đăng cái clip này lên mạng để cho cả thế giới biết mày là cà phê. Giờ có chết tôi không về cái nơi địa ngục đó đâu. Mày léo hả mày? Mày phải về làm cho tao. Bắt nó về. Về mày. Các anh ấy bị bắt vì hành vi bắt cóc và cưỡng ép người khác làm điều phi pháp. Mở các anh về phường. Nè. Em có sao không vậy? Em không có sao hết á. Từ lúc á tụi nó lại nhà kiếm con á, mẹ đã nghi rồi. Mẹ âm thầm điều tra con thì mẹ biết á, ba mẹ con đã bị tai nạn qua đời. Con đã hy sinh bản thân, mượn tiền của tụi nó để lo ma chay cho ba mẹ con. Tụi nó ép con làm điều xấu. Mẹ càng biết mẹ càng thương con hơn nữa. Lúc nào mẹ cũng coi con như là con gái của mẹ. Châu,
anh xin lỗi em chưa? Nhờ mẹ nói anh mới tỉnh ngộ được. Nếu không anh đã mất đi một người vợ hiền như em rồi. Con cảm ơn mẹ thông cảm và yêu thương con. Em cảm ơn anh không có quán trách em, mà anh còn yêu thương em nữa. Cuộc đời này còn có hai người là con may mắn nhất luôn.